Xin chào, lại là thế kỷ 22 đây. Độc lạ tại Thái Lan, hai con kỳ đà ôm nhau âu yếm suốt nhiều tiếng trời khiến cho dân tình vô cùng hoang mang. Ngay bây giờ hãy cùng với thế kỷ 22 điểm qua những khoảnh khắc thú vị đi nhé. Vô. Những người yêu nhau rồi sẽ trở về với nhau. Ê, câu nói này đúng lắm luôn đó nha. Vì vừa qua ở Thái Lan đã xuất hiện cảnh tượng hết sức cảm động. Hai con kỳ đà đứng ngay giữa đường phố đông nghẹt để thể hiện tình cảm. Mặc cho dòng người vội vàng lướt qua, mặc cho bao ánh mắt dòm ngó, mặc cho người đời dị nghị, thì hai con kỳ đà vẫn ôm nhau thắm thiết. Nhưng lạ lùng là khi tới quan sát kỹ hơn, xem hành động của chúng thì mọi người mới biết rằng thực ra hai con kỳ đà này đang đấu tay đôi để chứng tỏ sức mạnh, tranh giành lãnh thổ. Ủa rồi, mắc gì lại ra giữa đường đánh nhau ta? Bọn chúng cố gắng vật ngã nhau nhưng không ai thành công. Người đi đường vì không muốn làm ảnh hưởng đến chúng nên đã dừng xe lại, vừa nhâm nhi bữa sáng vừa xem đấu vật. Còn ai mà đang gấp cũng nép nép vào cố gắng đi qua, không để hai con kỳ đà mất tập trung. Sau 30 phút có lẽ vì quá mệt mỏi nên chúng đã quyết định ngừng lại, không ôm nhau nữa. Sau đó thì đổi địa điểm để cho có không khí hơn. Một số người hiếu kỳ đã đi theo và quay lại cảnh tượng này. Trên thực tế đây không phải là trường hợp đầu tiên được nhìn thấy. Trước đó không lâu, một nhân viên của dịch vụ kiểm lâm Ấn Độ cũng từng đăng tải hình ảnh tương tự nhưng ở bãi biển. Viết rằng có hai con kỳ đà đang ôm nhau, thật dễ thương. Nhưng sau đó, những nhà động vật học đã giải thích rằng đó là hai con kỳ đà đực, chúng đều đang cố đẩy nhau ngã xuống đất. Tóm lại là chúng đang đánh nhau để giành lãnh thổ mà thôi. Bởi mới nói đừng thấy vậy mà tưởng vậy. Mình nghĩ nếu chúng có ý định âu yếm nhau thì cũng sẽ chui vô tổ, gốc cây hay bụi rậm nào đó. Chưa ai lại đứng giữa đường thế kia. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ video thú vị nào nhé.